Xin chào tất cả anh em cần thủ tới với kênh Thế Giới Đồ Câu. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các anh em một bộ sản phẩm dùng để cho các anh em đi câu mực biển. Đó là bộ 10 con mồi mực. Đây, một bộ như thế này thì nó sẽ đựng được trong một cái hộp mà có cái xếp kéo như thế này, rất tiện lợi. Mỗi khi mà mình cần đưa đi câu ấy, thì mình để nguyên cái bộ như thế này, bỏ trong ba lô của mình mang đi, thì nó sẽ không có bị rơi rớt, có bị dính vào nhau giữa các con mồi. Đây, đây là cận cảnh chi tiết của từng con mồi. Thì một cái bộ như thế này có 10 con với những cái màu sắc khác nhau. Đây là những cái màu sắc mà rất là thu hút cái con mực tới cắn mồi ha. Trên tay em là một con mực như thế này. Thì ở phía dưới này nó sẽ có cái phần phản quang. Thì khi mà mình đi câu buổi tối á, thì nó sẽ tạo ra cái ánh sáng để thu hút con mực. Những cái lưỡi ở đây cũng rất là sắc bén, thì khi mà con mực cắn vào thì nó sẽ bị dính vào đây. Cái lưỡi này rất là sắc bén luôn, hai tầng. Có những cái con râu như thế này, phần chì ở đầu. Thật sự rất là màu, rất là đẹp luôn. Đây. Thì trong cái bộ như thế này thì có 10 con với những màu sắc như thế này. Thì mọi người có thể đa dạng lựa chọn khi mà mình đi câu. Shop mình bán một, không có bán lẻ cái bộ này từng con, mà sẽ bán một cái bộ như vậy gồm có 10 con. Thì các anh em cần thủ đi biển, cần mua một cái bộ mồi như thế này, thì hãy liên hệ với cửa hàng bên mình theo số điện thoại bên dưới, hoặc là để lại cái số điện thoại của mọi người, thì bên shop em sẽ gọi điện thoại và tư vấn lại cho mọi người. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video của Thế Giới Đồ Câu, và hẹn gặp lại mọi người ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo.